Xin chào anh em nhé. Hôm nay Đức Bình giới thiệu anh em cái quả sen glu phanh sau của con Innova nhé. Lấy cái thước kẹp nhé, mình thước kẹp hai cái lỗ này để cho anh em xem. Đợi anh một tí. Mình vừa là một tay vừa quay nên là nhiều khi nó đây để mình kẹp hai cái lỗ này, chả nó các bạn thấy không, đây nè ba phân này, đường kính này là ba phân này anh em nhé, ba phân này, còn lòng ngoài của nó này, nằm ngoài của nó là 4,5 phân, 4,5 phân nhé. Này anh em mà cần phụ tùng gì thì cứ Zalo cho mình 097 995 1845 xin chào anh em nhé.